Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ học về những danh từ cho ngày lễ Thanksgiving là ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ. Một ngày lễ rất là quan trọng cho người Mỹ ở đây. Và cho hạnh xin lỗi trước tại vì các bạn nếu mà coi xong video này mà cảm thấy đói bụng thì cái đó cũng bình thường tại vì ngày lễ Thanksgiving là có rất nhiều đồ ăn. Cho nên trong video này các bạn sẽ thấy nhiều món ăn truyền thống của ngày Thanksgiving. Bây giờ mình hãy bắt đầu. Tháng 11. Tháng 11 là November. 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 Lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn là Thanksgiving. 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 Gà tây. Gà tây là turkey. Turkey. Turkey, truyền thống, truyền thống là tradition, tradition, tradition. Gia đình, gia đình là family, family, family. Chúc tụng, hành lễ, làm lễ truy niệm hoặc là tán dương là tang. chúc tụng, hành lễ, làm lễ truy niệm hoặc là tán dương là celebrate. 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 niềm hạnh phúc, sự hạnh phúc và sự sung sướng là happiness. 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 Đây là một câu chúc cho ngày lễ Thanksgiving. November is the time to be thankful, a time to remember and to embrace those who enrich our lives. I'm thankful for a lot of things, but I'm most thankful is for you. Happy Thanksgiving. Tháng 11 là thời điểm để biết ơn, là thời điểm để ghi nhớ và đón nhận những người đã làm giàu cho cuộc sống của chúng ta cho biết ơn vì rất nhiều điều. Nhưng tôi biết ơn nhất là bạn. Lễ tả ơn vui vẻ. Sự cùng nhau. Sự cùng nhau là togetherness. 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 Phước lành. Phước lành là blessing. Blessing. Blessing và đây cũng là một câu chúc cho ngày Thanksgiving. Thanksgiving blessing. May the beauty and blessings of Thanksgiving bring warmth and peace to your home this season. Lễ tạ ơn ban phước, cầu mong vẻ đẹp và những phước lành của lễ tạ ơn sẽ mang lại sự ấm áp và bình an cho mỗi ngôi nhà của bạn trong mùa này. Lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là prayers. 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 Father, during this season of Thanksgiving, I just want to say thank you for being my God who loves me unconditionally. Thank you for loving me until I learn to love myself. Thank you for creating me to be lovable, so I can love you and others as I love myself. Amen. So cảm ơn. Thanks. 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 Biết ơn. Biết ơn là thankful. Thanksful. Thanksful. ở đây là hỏi bạn biết ơn cho những gì ở đây là sức khỏe health mình biết ơn là có sức khỏe home mình biết ơn là có nhà để ở family mình biết ơn là có gia đình để thương friends mình biết ơn là có bạn bè và food mình biết ơn là có những món ăn thức ăn hàng ngày thankful. Cho nên ngày lễ tạ ơn là để cho mình biết cảm tạ và cảm ơn những gì mình đang có. Biết ơn, biết ơn là thankful. Biết ơn, ở đây cũng là biết ơn grateful. Grateful, grateful. Bông hoa tháng năm là Mayflower. Mayflower. Mayflower Mayflower tiếng Anh có nghĩa là bông hoa tháng năm là tên của một con tàu bườm đi vào lịch sử Hoa Kỳ khi một nhóm người Thanh giáo Puritan không chấp nhận anh giáo của triều đình nên bỏ nước Anh sang lập nghiệp ở tân thế giới tổng cộng có 102 người cộng thêm 30 người thuyền viên họ đặt chân đến Mỹ để bắt đầu một đời sống mới vào cuối năm 1620. Câu chuyện này được dùng làm biểu tượng tinh thần, phiên lưu, phiêu lưu và niềm tin tôn giáo của người dân Mỹ và cũng là cốt truyện của lễ tạ ơn. Sự Mỹ gọi họ là pilgrims có nghĩa là người hành hương vì họ ra đi tìm miền đất hứa của Thượng Đế bông hoa tháng năm là Mayflower. Hành trình. Hành trình là Voyage. 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 Châu Mỹ. Châu Mỹ là America. 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 Chảy bằng bường. Sailing. Sailing. Sailing người định cư người định cư là settler 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 người hành hương người hành hương là pilgrim 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 người da đỏ indian 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 cũng là người Mỹ bản xứ. Native American. Native American. Native American. Hạt dẻ, hạt sồi. Acorn. 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 Tiệc. Tiệc là fish. 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 Khoai tây. Khoai tây là potato 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 khăn trải bàn tablecloth 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 nước sốt sauce 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 bắp ngọt sweet corn sweet corn sweet corn sweet là ngọt corn là bắp Sweet corn là bắp ngọt. Nướng. Nướng là roast. 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 Roast là nướng. Lò nướng. Oven. 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 Bữa ăn. Meal. 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 Giam bông. Dâm bông là hem. 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 Ăn ngấu nghiến là gobble. 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 Thức ăn thừa. Leftovers. 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 Leftover là thức ăn thừa. Lòng biết ơn. gratitude 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 my heart is full of gratitude and it's all because of you happy thanksgiving lòng biết ơn gratitude bạn bè friends 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 ăn ăn là eat 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 bữa tối dinner 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 là buổi tối nước sốt Việt Quốc cranberry sauce cranberry sauce cranberry sauce nấu nướng cook 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 khát chạm hoặc là khát, cough, 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 bánh mì là bread, 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 bánh mì tròn buns, buns, buns hoặc là dinner buns, đậu đậu là beans, beans beans thu hoạch harvest 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 bánh bí ngô pumpkin pie pumpkin pie pumpkin pie bánh ngô corn bread corn bread corn bread ngô là bắp khôn 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 khoai tây nghiền mass potatoes mass potatoes mass potato nước thịt gravy 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 và ba loại nước thịt thông thường bắt các bạn sẽ thấy là turkey gravy là nước thịt gà Tây. Beef gravy là nước thịt bò. Và chicken gravy, nước thịt gà. Gravy, nước thịt. Bí đỏ, bí đỏ là pumpkin. Pumpkin, pumpkin. Trung tâm, trung tâm này là mình nói những cái trung tâm mình xài để trang trí trên trên bàn giống trên đây centerpiece 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 thường người ta hay xài để trang trí bàn lúc có tiệc hôm nay trang trí này là để trang trí Thanksgiving cho nên xài những quả bí sừng Sừng là cái này. Cái này là sừng. Hôn. 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 Bí đao. Bí đao là squash. 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 Mùa thu. Mùa thu là autumn. 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 Hoặc là fall. 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 Mùa thu các bạn nói là autumn hoặc là fall cũng được. Lá cây. Lá cây là leaf. 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 Bù nhìn. Bù nhìn là scarecrow. 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 Khoai lang. Khoai lang là yams. Yams yams bánh táo bánh táo là apple pie apple pie apple pie sử dụng vào cái này là món ăn rất là nổi tiếng của Mỹ stuffing 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 rau quả vegetable 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 đậu xanh green bean casserole green bean casserole green bean casserole là món đậu xanh đây. Món này cũng rất là nổi tiếng, ngày lễ Thanksgiving không có món này không được. Dinner rolls dinner rolls là bánh mì cuộn. Bánh mì cuộn là dinner rolls hoặc là hồi nãy mình nói là buns 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 cũng là bánh mì cuộn, bánh mì tròn. buns hoặc là dinner rolls cũng được. Món tráng miệng dessert 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 Và mình đã học hoàn thành cho tiếng Anh cho ngày lễ tạ ơn. Hữu ích cho các bạn để biết thêm về ngày lễ Thanksgiving ở nước Mỹ. Cảm ơn các bạn và xin gặp các bạn vào video kế tiếp. Bye bye.